Hello mọi người, chào tất cả quý chị khách hàng thân yêu nhé. Em thường lên sóng buổi trưa cho anh chị bạn một gốc trắc đỏ đen trong ba hàng đẽo sát ra loang loang ra báo. Cục đây thì đông đặc 20 kg, vần veo thì rất là ok anh chị bạn nhé. Kích thước thì từ đây qua đây là được 56, và từ đây qua đây là 37 này. Đấy, cao từ đây lên đây là 40 này. Có chiều rộng này. Chiều rộng từ bên đây qua đây này 21 nhé, trên đầu đây 14.5 7 phân. Còn chiều sâu ở cái bụng này được 20 các bác nhé. Đây con phần này cũng 20, lên đây là được 17, bé nhất đây là được 11. Phần này các bác nhé, hàng thì đông đặc luôn anh chị ạ, đục đẽo là bao phê rồi đấy. Đục đẽo là bao VIP luôn. Đế này. Đấy. Đế thì tí em ngửa cho các bác xem để bao đặc luôn. Vâng, và thôi để em cho xuống đi. Xuống. Cho xuống rồi em đo cho các bác cái chiều cao của cái tay bên đây nhé. Chiều cao của cái tay này quên chưa đó. Đây các bác này. Được 55 nhé các bác. 55 lên đến đỉnh này. Đấy, còn cái phần này là được 9. 9. Đục. Đục đẽo tiện là rất là ok chưa các bạn nhé. Dáng đứng rất vững, và cho các bác xem cái đế này. Đấy. Bao đặc luôn này chị bạn này. Bao đặc luôn, không có gì phải suy nghĩ hết, thế nào cũng đẹp. Rồi anh chị bạn nào thiện chí liên hệ em thương số điện thoại là 0338918991. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em. Trắc đỏ đen crong bay.